tại sao tim mình ngày đã sớm bây giờ này nhà mẹ ra là hầu như cảm thấy rất ngon. Còn mực ốt thì nó có cái vị cay, nhưng mực ốt thì nó sẽ chua chua cay cay mặn, và cái vị nó sẽ không có được thanh, không có được dịu. Mắm ruột cũng vậy, mắm ruột thì sẽ ngon hơn mực ốt thì. Mắm ruột thì cái mùi mắm nó khác biệt cái mùi này. Cái mùi này cái vị chua chua, mùi mùi cỏ mùi lá nhiều. Mắm ruột sẽ ăn thì cái mùi này nhiều hơn, nhưng mà nó cũng sẽ hơi mặn. Thì mình nghĩ ăn với sốt mình ăn sẽ là ngon nhất. Yeah.
khía. Cái lọ này là có 5 khía nha các bạn. Xem được.